Ta sẽ cùng xem ở trong ly chè bưởi ha. À, chỉ có giá 10.000 thôi. Ở chỗ chị ấy bán nè. Rất là ngon luôn cả nhà. Trước tiên ở nhà xem ha. Đậu này như là đậu đậu ngự đó cả nhà. Mình nếu không biết đúng không nè. À, chúng ta có đậu xanh nè, chè bưởi nè, khoai cao nè cả nhà. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2021. Số rất là đẹp không cả nhà. Thì hôm nay là ngày mùng 10 Tết. Có thể là ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà mình gọi là mùng. Tại vì qua ngày mai thì là 11 rồi. Thì chúng ta đã bắt đầu vào cái nhịp sống thường ngày rồi cả nhà ơi. Thì vào buổi sáng mình có giới thiệu với cả nhà về cái khung cảnh mà trong cái ngày vía thần tài, khung cảnh mua bán mà những cái đồ mà được cúng thần tài trong cái ngày mùng 10 hôm nay đó. Đó là bánh bao nè, heo quay nè, cá lóc nướng nè và vàng. Thì bây giờ trong cái buổi chiều ngày hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với cả nhà về một cái món ăn mà mình thấy là vô tình mình ghé mình ăn thử thì thấy là rất là ngon và giá thì cực kỳ bình dân luôn. Thành ra là mình muốn giới thiệu cho cả nhà được biết đến chung với mình, đó là cái món chè bưởi. Cái nhà nghe chè bưởi thì chắc cả nhà thấy cũng không có gì quá lạ là vị đúng không ạ? Nhưng mà mình thấy ở chỗ chè bưởi, ngay chỗ của cái chị này bán, ngay ở khúc gần tượng đài Mậu Thân đó cả nhà, hay còn gọi là ngã ba Chữ Tím á, mình thấy chè bưởi chị ấy bán rất là ngon luôn. Từ những cái sợi bưởi ha, tới cái những cái nguyên liệu về đậu hay là sữa đặc hay là khoai cao và nước cốt nữa. Thì mình thấy cái độ béo cũng như cái độ ngọt, cái độ dai và cái độ mát rất là vừa ăn luôn. Mà giá thì cực kỳ bình dân luôn cả nhà. Chỉ có 10.000 đồng một ly thôi. Đó là cái điểm mà mình thấy là rất là khác biệt và ấn tượng của chỗ bán chè bưởi của chị ấy. Thành ra là mình muốn chia sẻ với cả nhà để cho cả nhà được biết tới. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì những cái chỗ bán đồ vía thần tài vẫn còn rất là đông khách này cả nhà. Như chỗ này bánh bao tài có này cả nhà. Mình đang dắt cả nhà đi trên đoạn đường 2 tháng 9 phường 1 thành phố Vĩnh Long. Bây giờ là 17 giờ chiều nha cả nhà. Hơn 17 giờ một tí rồi. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật. Còn ngày mai thì các em học sinh nhỏ sẽ bắt đầu là đi học trở lại sau cái đợt nghỉ Tết xuân vừa qua. Đây là cầu Phạm Thái Bường cả nhà ha. Đó, bên tay phải của nhà là cả nhà là đường Trưng Nữ Vương. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đoạn đường 2 tháng 9 thôi. Mình sẽ dắt cả nhà đi hơi xa một tí, sẵn thì mình dạo phố luôn trong cái buổi chiều ngày vía thần tài ngày hôm nay luôn cả nhà ha. Tại vì thì mình cũng biết là cả nhà cũng rất là thích xem về cái quan cảnh đường phố ở tại Vĩnh Long, xem có sự thay đổi ra sao như thế nào với quan cảnh người dân tan cái chỗ làm, hoặc là buổi chiều bắt đầu là những người dân ở Vĩnh Long sẽ đi chợ hoặc là sẽ mua những cái đồ dùng hoặc là thực phẩm cần thiết để đem về cho gia đình vào buổi tối. Rồi mình đang đi tới gần cuối đường 2 tháng 9 rồi cả nhà. Trước mặt cả nhà là cầu Công Si Heo ha, hay còn gọi là cầu Mậu Thân. Đây là một trong những cái cầu mà dạng là cũng rất là lâu năm ở Vĩnh Long rồi đó cả nhà. Ở chúng ta vừa qua cầu, đây là đường Mậu Thân.
phần 3 nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là 17 giờ 5 phút. Mình thì không biết là thời tiết ở cả nhà như thế nào, không biết là các anh chị cô chú bác ở cái vùng bang Texas đã đỡ nhiều hơn chưa. Thì mặc dù thật sự là ở các anh chị cô chú bác ở vùng bang Texas đang gặp rất là nhiều khó khăn sau cái đợt thiên tai mà bão tuyết vừa qua, hình như vẫn còn đang là diễn ra đó cả nhà. Nhưng mà vẫn có một anh mạnh thường quân ở bên cái vùng đấy đã quyết định gửi về cho mình, tiếp tục là cần 1.000 đô để vào trong cái ngày 14 âm lịch sắp tới đây, là mình sẽ tiếp tục thay mặt anh ấy mình trao khoảng trên dưới 100 phần quà cho những người khó khăn ở tại thành phố Vĩnh Long trong cái dịp mà rằm tháng giêng này. Rằm tháng giêng là một cái ngày rằm rất là lớn nha cả nhà, nó giống như là một cái ngày rằm của đầu năm. Thường thì trong một năm thì rằm tháng giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10 đó. Thì thật sự là mình rất là cảm kích tấm lòng của anh ấy, trong khi là ở nơi anh ấy ở cũng đang gặp rất là nhiều thiên tai khó khăn, nhưng mà anh ấy vẫn muốn chia sẻ về những cái phần quà mà anh ấy kiếm được từ trong cuộc sống hàng ngày để về tới Vĩnh Long chia sẻ tiếp cho những trường hợp là kém may mắn. Mình rất là quý và rất cảm ơn anh ấy rất là nhiều. Thì cả nhà hãy đợi vào ngày 14 nha, âm lịch là ngày thứ năm, ngày 25, thì lúc ấy chúng ta sẽ cùng tham gia cái buổi phát thiện nguyện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến đường ngã ba Chiều Tím. Thì mình dắt cái nhà đi trên đoạn đường Mậu Thân này, thì mình cũng chia sẻ với cái nhà luôn về cái đoạn đường Mậu Thân này á. Thì đa số là những tập trung những người dân mua bán những cái món ăn vào buổi sáng rất là nhiều, và giá thì rất là bình dân luôn, chỉ từ là 15.000 đồng thôi tới khoảng 20-25.000 đồng là cao lắm rồi. Cái tuyến đường mà Mậu Thân này thì đa số là bán cơm nè, cơm là nhiều nhất nha cả nhà, sau đó là bún nước lèo nè, những cái loại khác nữa, nhưng mà chủ yếu đa số là cơm. Ngoài ra thì còn có bún riêu, bún gỏi già. Cái nhà thấy ở đường phố Vĩnh Long trong buổi chiều ngày hôm nay như thế nào? Cũng không có đông lắm phải không cái nhà? Đó, nhưng mà thì cũng chia sẻ với cái nhà cái công việc chính của mình á, đó là review và YouTube. Review là mình muốn giới thiệu với cái nhà về những cái điểm đặc trưng mà những cái nơi hàng ăn, hàng uống hoặc khu du lịch mà mình đã đi đến. Mình muốn chia sẻ với cái nhà về cái cảm nhận cá nhân hoặc là cái cảm nhận về cái nét đặc biệt ở khu đó để cho cái nhà được biết, đó là cái nghề công việc review của mình đó, giới thiệu về các quán ăn, quán uống, các khu du lịch để cho cả nhà có thêm nhiều sự lựa chọn khi mà đến Vĩnh Long hoặc là muốn tìm một cái điểm đặc biệt ở một cái khu nào đó, thì là đó là công việc của mình. Còn cái YouTube là mình mới cũng khoảng làm hơn một năm trở lại đây thôi, là mình kèm thêm vào phía trước, lúc đó thì mình chỉ quay, mình chỉ đăng Facebook và fanpage thôi, nhưng mà cái duyên cũng đưa đẩy để đẩy mình qua bên cái ngành YouTube, bên cái ngành nghề YouTube này. Thì cũng rất là may mắn là được sự ủng hộ của các anh chị em, cô chú bác, bà con rất là nhiệt tình. Thật ra kênh YouTube của mình cũng đang phát triển rất là tốt ạ. Và thành ra là mình bây giờ mình phát triển là song song luôn Facebook, fanpage và
YouTube. Rồi, chúng ta đã tới Ngã Ba Chiều Tím rồi cả nhà. Như là mình cũng có lần mình cũng đã có những cái câu hỏi không biết tại sao khu vực này gọi là Ngã Ba Chiều Tím. Thì ngày trước hình như cũng có các anh và chú hay bác gì đó cũng có giải thích cho mình hết một lần, nhưng mà mình thì cũng chưa có nắm rõ lắm. Như ngày xưa là ở đây có một cái quán cà phê tên là Chiều Tím, rồi sau đó là có một cái cô ấy bán nước trong cái quán Chiều Tím đó rất là đẹp, thành ra là các anh ấy vào mỗi buổi chiều họ đều là ghé qua ở chỗ khúc này đặt trồng cây si đó cả nhà, thành ra là khu này gọi là Ngã Ba Chiều Tím. Như vậy thì cũng có những cái lời giải thích khác nữa mà mình thì mình lại không có rành lắm, thì mình cũng chia sẻ với cái nhà như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ghé cái chỗ mà chè bưởi nha, sát bên chỗ tượng đài Mậu Thân nè, thì chúng ta cùng thưởng thức trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Đây, ở đây mình thấy có súp chè bưởi và chè thập cẩm nha cả nhà. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào mua ăn và thưởng thức chỗ chè bưởi của chị thôi. Chị ơi, bán chè. Rồi chào chị. Hôm bữa em có ăn thử chè bưởi của chị thì em thấy rất là ngon, nên là hôm nay em quyết định quay giới thiệu cho của chị cho nhiều người biết tới. Chị bán cho em một ly chè bưởi em ăn ở đây. Mình có ly miễn không à? Dạ. À chị đừng có bỏ nước đá nha. Dạ. Ở đây thì chị bán chè bưởi được lâu chưa? Bán này 10 năm. 10 năm rồi. Dạ. Trước lúc đó mình bán thì mỗi ly chè bưởi chị bán bao nhiêu tiền? Mua rồi mình bán 7 ngàn, bây giờ bán 10 ngàn. Dạ, lúc đầu là 7 ngàn ha. Mình thấy giá đang rất là ngại, nên là mình cũng không có quay quá nhiều được cho cả nhà ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi. À chị đừng bỏ nước đá nha. Rồi em mượn. Đây à, mỗi ly chè bưởi bây giờ thì hiện tại mình bán là bao nhiêu tiền vậy ha? 10.000. Chỉ có 10.000 thôi. Thời gian đây mình bán là từ mấy giờ chị? 3 giờ rưỡi chiều tới 10 giờ đêm. Hết sớm thì chị nghỉ sớm đúng không? Dạ. Ở đây mình bán chè bưởi, em thấy như chị có bán chè đậu nữa ha. À. Ngoài ra thì chúng ta có bán con tót nữa phải không ạ? Có bánh lăng nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đánh cho cả nhà vào cái chè bưởi nha. Cả nhà đợi mình tí nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở trong ly chè bưởi ha. Chỉ có giá 10.000 thôi. Ở chỗ chị ấy bán nè. Rất là ngon luôn cả nhà. Trước tiên cả nhà xem ha. Đậu này như là đậu đậu ngự đó cả nhà. Mình nếu không biết đúng không nè. Chúng ta có đậu xanh nè. Chè bưởi nè. Khoai cao nè cả nhà. Nhìn rất là tươi hấp dẫn luôn đúng không ạ? Những cái sợi bưởi vậy thôi luôn. Quá trời ngon luôn. Ngon quá cả nhà. Đậu phộng nè. Nước cốt dừa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ly trà đá nữa. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi nha. Mời cả nhà. Cái cảm giác đầu tiên của mình cả nhà, của mình đó, là cái độ béo, cái độ thơm của nước dừa, cái độ giòn của đậu phộng, cái độ mát lạnh của cái sợi bưởi, chưa kể hòa quyện chung với cái độ bùi của đậu xanh nè, khoai cao và đậu ngự nữa. Miếng nữa nha cả nhà. Nè giờ không ai quay cho mình. Rồi cả nhà đợi tí, mình bật camera trước cho cả nhà xem. Rồi chúng ta ăn tiếp nha cả nhà. Đây, mời cả nhà. Này nó hơi nhiễu, hơi nhiễu. Ê, cả nhà thông cảm nha. Béo ngon lắm cả nhà.
ở Vĩnh Long á thì mình ăn cũng khá là nhiều chỗ bán chè bưởi rồi, nhưng mà đi chỗ chè bưởi đây á, cái đầu tiên là mình thấy là về cái chất lượng nó quá xứng đáng với cái giá luôn nha, chỉ có 10.000 thôi. Ngon tuyệt vời luôn cái nè. Ngon lắm luôn nha cả nhà. Chà cũng rất là thơm nữa. Mời cả nhà xem. Đây có mấy bé nhỏ đang đứng mua nè. Kể những cái thực khách đang ăn ở bên trong nè. Thì vậy là mình đã giới thiệu xong với cái nhà ha, chỗ bán chè bưởi của chị này à, trên dưới cũng 10 năm nay rồi. Ngay đường này là đường Phó Cơ Điều phường 3 nha cái nhà, sát bên tượng đài Mậu Thân đó, cái chỗ ngã ba Triều Tiến đó cái nhà. Thì chị ấy bán từ 15:30 3:30 chiều tới khoảng 22 giờ, hết sớm thì chị ấy sẽ nghỉ sớm nha. Thì là mình đã biết thêm một chỗ và đã giới thiệu cho nhà về một cái món chè bưởi mà thế mình thấy là rất là ngon và rất là xứng đáng, rất là hợp lý luôn với giá tiền. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu mà cả nhà có đến Vĩnh Long thì cả nhà hãy muốn ăn chè bưởi thì cả nhà hãy ghé vô chi này nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà.